Hello, xin chào tất cả bà con em nha. Hôm nay em test con Jam nha, Jam 860, con này tầm cao nha. Con này hàng Việt Nam xài rồi nha, chỉ tận dụng nha. Còn ok thôi. Có hầu rồi. Vinet cắt sắt chế nè. Con này tầm cao. Có đầu khoan luôn. Con số 4. Này con số 4 nha. Này test trước thông số sau nha nè. 3 pha 308 nha nè. Này xài nút nhấn. Con này xài tương đối thôi nha. Này xài được 6 tốc độ. Này 2, này 2, này 2 nha. Anh em đi qua đường là chọn cái tốc độ phù hợp cho xài nha. Con này không xài nữa nha. Đang đấu nhúc nhấn ở trên nha. Thắng cơ thôi nha, tắt máy thắng nha. Đang tiền ren tự động trước cho anh em nha. Bằng tự động bằng trên nè. Đẩy vô nha, kéo lên, tự động bằng dưới nha. Số vẫn còn thấy nha. Này răng. Răng là dập răng thôi nha. Chơi cái cần dài nè, gạt rất là sướng rồi. Băng bàn thì ok. Băng bàn thì còn đẹp. Bức me cũng đẹp nha. Cái này thì tự động qua lại bước tiếng thôi. Nhanh chậm thôi. Cái này thì trái phải nha. Trái phải của cái cây nha. Trên này thì trái phải nè. Nè tắt luôn nha. Tắt không qua nhông nha. Tắt. Thắng cơ. Này thông số nè. Dài 21 trọng tâm 860, lỗ 57, qua hầu 750, qua băng 506, qua dao 306, mâm cặp 207, 3 chất thuận nha. Điện 3 pha 308, nhưng mâm cặp là 207 luôn, giờ đúng máy. Này 22 với 2 nữa, để đăng nhanh nè. Chậm nha, là thành 2 nè. 2 tốc độ nha. Cái này gạt lên đây là thành qua tiếp nè, này đang 1 nè. Ba nha. Này qua nữa. 4 nha. Cái này qua nữa. Này 5 nè. Cứ 2-2-2 không nha. Chưa qua. Một tay nha năm. Để nó không qua chấu được. Tóc. Giờ qua cái này nữa là 6 tóc nha. 6 tóc nè. Có tóc này hơi rào nhiều nè. Tóc này hơi rào nhiều nha. Tóc này ok. Anh em có nhu cầu con này thì làm con này nha, con này tấm cao, sắt to nha, sắt tầm phải con này 2 tấn là có rồi nha, tấm cao luôn, giá rẻ sổ cho anh em nào luôn, độ lớn, tấm cao, hầu rồi, tiền ren không thấp nhông nha, các bạn ren nằm trong này nha, ren nằm trong này nha. Rẻ đầu năm luôn nha anh em. Con này trong là tương đối thôi nha.
băng bàn thì đẹp nhưng mà hoạt động thì tương đối. Này số thì bỏ bớt mấy số nha, còn lại 2, 4 thành 6 nha. 1, 2, 1 bên này 2 qua qua giờ thành 8 được 8 hả? Này gạt các số 2, 2, 2 nha, cần nào cũng gạt 2 qua nữa nha. Anh em chọn tốc độ phù hợp thì sử dụng nha. Đồ nằm đây nè. Con này giá cho anh em nào là nhanh gọn lẹ luôn nha. 37 triệu nha, không trả giá nha anh em. 37 triệu là chốt nha, anh em về chế cháo. Cho tay xích chấu với tay xích dao nha. Rồi, em xin kết thúc video nha. Xin chào tạm biệt anh em. Anh em những clip sau nha, đang chuẩn bị lên clip con chấm tâm 2m nha, với 2m rưỡi nha. Anh em có nhu cầu quan tâm thì đón theo dõi nha. Thôi, em xin chúc anh em một năm mới và sức khỏe nha. Anh em đặt hàng có số điện thoại bên trên nha. Alo, chúc nha anh em.